Vụ xe rước dâu gặp nạn mẹ vợ, không tin 13 người trai chết trên quốc lộ. Nó còn vừa hứa bảo vệ con trai tôi cả đời. Trái hẳn với không khí nhộn nhịp của một đám cưới, ngôi nhà của bà Nguyễn Thị Kiều, 50 tuổi, mẹ chị Lê Thị Yên, cô dâu của vụ tai nạn làm 13 người chết ở Quảng Nam, nằm ở cuối thôn Bình Trị, xã Mỹ Quang, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định, bao trùm đau buồn. Hàng trăm người trước đó nhận thiệp cưới, vẫn đến nhưng không phải để chung vui mà để chia buồn cùng gia đình. Lúc khách đến hỏi thăm, bà thở hổn hển bởi căn bệnh tim lại tái phát. Bà bảo chị Yên là con giữa trong ba người con của bà. Vì hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn nên gần 10 năm trước chị Yên đã vào Nam mưu sinh. Cách đây 5 năm chị gặp và quen anh Long khi cả hai đang làm công nhân ở Bình Dương. Rồi mỗi lần chị Yên về thăm quê, anh Long cũng về nhà người yêu thăm, chơi. Thấy đôi trẻ yêu thương nhau, gia đình hai bên cũng mừng và yên tâm. Đến tháng 4 vừa qua, hai bên gia đình đã tổ chức lễ đính hôn cho đôi trẻ. Mới đây họ đã tổ chức tiệc cưới tại Bình Dương trước sự chứng kiến của bạn bè. Hôm ngày 30 tháng 7, tiệc cưới dự kiến được tổ chức ở nhà cô dâu, 3 ngày nữa sẽ đến nhà chú rể. Nó là đứa hiền lành lễ phép, ấy vậy mà nó đi sớm quá. Hôm bữa đính hôn, nó hứa với tôi là dù nghèo nhưng sẽ yêu thương và lo cho con Yên được cuộc sống hạnh phúc. Nhưng trời ơi, sao lại ra nông nổi thế này, bà Kiều thất thần nói. Ông Lê Đức Minh, 55 tuổi, bác ruột chị Yên cho biết, lúc nghe điện thoại báo của gia đình phía nhà trai gặp nạn, cháu Yên ngất lên ngất xuống, người nhà phải xoa bóp động viên cháu cố gắng vượt qua. Vừa đỡ con ngất, cháu nằng nặc đòi đi gấp ra Quảng Trị để nhìn mặt cháu Long lần cuối. Nhìn cảnh ấy ai cũng xót thương. Được biết sau khi nghe tin gia đình chú rể gặp nạn, gia đình cô dâu gồm 5 người, trong đó có chị Yên, ông Lê Đức Tuân, 52 tuổi, cha chị Yên, tức tốc đón xe Quảng Trị, nhìn mặt chú rể lần cuối và chia buồn với gia đình. Theo bà Lại Thị Lợi Hà, chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Quang, gia đình bà Kiều thuộc diện hộ nghèo của xã Mỹ Quang. Trong khi đó bà Kiều lại bị bệnh tim nên cuộc sống càng khó khăn. Đáng lẽ hôm nay là ngày vui của gia đình bà Kiều, nhưng không ngờ lại trở thành ngày u ám, buồn bã. Người dân đi ngang qua nhà, nhìn rạp cưới, ai cũng thấy xót xa, bà Hà nói. Trong lễ yết tổ, người thân của các nạn nhân trong vụ tai nạn đã liên tục khóc ngất bên di ảnh của những người xấu số. Nhiều người bước đi không vận phải dìu dắt nhau. Sáng ngày 31 tháng 7, tại làng Lương Điền, xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng, Quảng Trị, hàng trăm người thân của các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông thảm khốc ở Quảng Nam đã tập trung về từ đường họ Nguyễn Khắc để làm lễ yết tổ. Con đường làng vốn yên bình nay trở nên tang thương bởi những tiếng khóc xé lòng. Di ảnh của các nạn nhân được đặt ngay ngắn trên những chiếc bàn ở giữa sân từ đường. Tại sân từ đường, họ Nguyễn Khắc khăn tang trắng cả một vùng, tiếng gào khóc gọi tên người quá cố vang lên thê lương đến não lòng. Tại buổi lễ, vợ của chú rể Nguyễn Khắc Long cũng liên tục gào khóc gọi tên chồng. Được biết trong sáng nay, người dân làng Lương Điền đã chia nhau đến nghĩa địa xã Hải Sơn để đào huyệt mộ phụ giúp việc tang lễ. Theo người thân của gia đình chú rể Long, có 11 ngôi huyệt được đào sát nhau ở nghĩa địa của xã Hải Sơn. Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Hữu Phú, trưởng thôn Lương Điền cho biết trong sáng nay có 9 bài vị của 9 nạn nhân được đưa đến từ đường họ Nguyễn Khắc làm lễ yết tổ. 3 nạn nhân còn lại sẽ làm lễ yết tổ ở những nơi khác vì các họ chi. Trước đó, tối ngày 30 tháng 7 tại thôn Lương Điền cũng vừa tiến hành họp đặc biệt để phân chia công việc để tổ chức đám tang cho những người gặp nạn. Liên quan đến vụ tai nạn thảm khốc giữa ô tô khách biển kiểm soát 75B00052 chạy hướng Bắc Nam và xe container biển kiểm soát 51D41121 đi chiều ngược lại, ông Phạm Quang Hồng, trưởng phòng quản lý vận tải đăng kiểm Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết đã làm rõ nguồn gốc chiếc xe chở khách. Theo đó, xe ô tô biển kiểm soát 75B sản xuất năm 2004 tại Việt Nam theo giấy tờ đăng ký thuộc quyền sở hữu của ông Phạm Bá Chẩn, trú ở thành phố Huế. Tuy nhiên, ông Chẩn đã bán lại chiếc xe này cho tài xế Lê Ngọc Cường, trú xã Phong Bình, huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế. Từ năm 2016, việc mua bán trao đổi giữa hai người có giấy tờ xác nhận của chính quyền địa phương, tuy nhiên không làm thủ tục thay tên đổi chủ. Ngoài ra, thời điểm xảy ra vụ tai nạn, tài xế Cường chưa có giấy phép đăng ký kinh doanh vận tải, xe kiểm định lần cuối ngày 2 tháng 4 năm 2018 và có hạn kiểm định đến ngày 1 tháng 10 năm 2018 tại trung tâm đăng kiểm cơ giới ở Quảng Trị, tức xe còn trong hạn kiểm định. Theo người thân cho biết, trước khi xuất phát từ 23 giờ, chở đoàn rước dâu từ Quảng Trị đi Bình Định, tài xế Cường đã chạy một chuyến từ Huế vào Đà Nẵng ăn đám cưới trưa ngày 29 tháng 7. Sau khi ăn cưới ở Đà Nẵng thì anh Cường quay về Huế. Chưa kịp chợp mắt thì đã phải chạy xe ra Quảng Trị và quay xe chở đoàn đón dâu lúc 23 giờ ngày 29 tháng 7 hướng về Bình Định. Sau khi từ Đà Nẵng về,
Đến 23 giờ khuya ngày 29 tháng 7, Cường lại tiếp tục chở đoàn rước dâu vào Bình Định. Ông Lê Hứa, bác ruột của tài xế Cường chia sẻ, theo hình ảnh camera tại trạm thu phí Bắc Hải Vân, ghi nhận ô tô 75B qua trạm lúc 15 giờ 37 phút, hướng từ Huế vào Đà Nẵng, tiếp đó thời điểm xe khách qua trạm thu phí tại xã Điện Thắng Bắc, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam, lúc 2 giờ 27 phút ngày 30 tháng 7, đúng 8 phút 50 giây, sau đó thì xe khách bị nạn. Theo ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, xe khách đã lấn làn trái và đâm trực diện vào xe container. Sáng ngày 31 tháng 7, phóng viên tìm đến thăm gia đình tài xế Cường cũng giống như cảnh tang thương, đau xót ở làng Lương Điền, xã Hải Sơn, Hải Lăng, nơi 12 người thân của chú rể Nguyễn Khắc Long, sinh năm 1991, tử vong trên đường đi rước dâu. Các nhà cấp 4 của anh Cường cũng mang màu ảm đạm, u buồn. Ngồi thẫn thờ bên quan tài của chồng, người vợ của tài xế Cường nghẹn ngào khóc không thành tiếng. Từ lúc nghe tin chồng tử nạn đến giờ, chị liên tục ngất xỉu, nhìn hai đứa con thơ, cháu đầu 3 tuổi, cháu út 1 tuổi, đang gặng hỏi mẹ, cha đâu rồi mẹ, khiến cho những người đến viếng hương cũng không kìm lòng được. Tội nghiệp lắm, Cường là trụ cột chính của gia đình, hàng ngày ai thuê đi đâu là nó lái xe, chở đi để kiếm tiền nuôi vợ và hai con nhỏ. Nó sống yên lành, tốt bụng lắm, ở đây ai cũng quý, cũng thương nó cả. Ấy thế mà tai ương bất ngờ ập xuống, khiến cho nó và 12 người khác phải ra đi mãi mãi. Xót xa quá, một người hàng xóm của anh Cường chia sẻ. Chuyện tình xa, nhìn rập cưới không người mà rơi nước mắt. Nhìn rập cưới với hàng chục mâm cỗ được đặt sẵn ở nhà cô dâu, khiến cho nhiều người không cầm được nước mắt. Chuyện tình xa xứ, vỡ tan trong nước mắt. Ngày 29 tháng 7, chiếc xe rước dâu mang thêm 17 người thân của chú rể Nguyễn Khắc Long ở xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng, Quảng Trị, xuất phát từ Lương Điền hướng đi Bình Định. Đó là một chuyến xe cũ và không được đẹp đẽ như những chuyến xe đưa dâu thường ngày. Nhưng vì hoàn cảnh khó khăn, gia đình Long đành liệu cơm gấp mắm, không ai ngờ đó là chuyến xe tử thần. Đến người bi quan nhất cũng không nghĩ ngày vui của Long và gia đình là kinh hoàng đến thế. Tai nạn giao thông kinh hoàng ở Quảng Nam đã cướp đi 13 mạng người, trong đó có chú rể Long, mẹ Long, chị Long và cháu Long. Những tiếng khóc xé lòng về tai nạn thảm khốc đã cướp đi sinh mạng 13 người. Long vốn là con út trong gia đình có 4 người con, 3 trai 1 gái. Trớ trêu, cha của anh cũng mất vì tai nạn giao thông cách đây hơn chục năm. Ông Lê Văn Huân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng cho biết, gia đình Long nghèo. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, anh vào Nam làm công nhân. Tại đây anh Long đã quen một người con gái Bình Định. Họ quen và yêu nhau. Trong cái khổ cực, họ hiểu và thông cảm cho nhau, rồi đến với nhau. Ban đầu nhiều người tỏ ý can ngăn vì khoảng cách quá xa xôi, nhưng cả Long và Yên đều giữ chặt tình cảm của mình. Được sự động viên của đôi bên gia đình, họ đã tổ chức tiệc cưới tại Bình Dương. Trước sự chứng kiến của bạn bè, việc còn lại quan trọng không kém là ra mắt đôi bên gia đình ở quê. Theo kế hoạch, trưa ngày 30 tháng 7, lễ cưới được tổ chức ở nhà gái và đôi vợ chồng trẻ sẽ ra mắt họ hàng chồng sớm ở nhà trai vào ngày 2 tháng 8. Tiếc thay, họ đã không còn thêm một cơ hội nào đứng bên nhau trong xiêm y cô dâu chú rể để nhận sự chúc phúc của mọi người.